Diễm Liên một lần nữa xin kính chào quý vị thân mến. Mới đó mà Diễm Liên đã sử dụng sản phẩm của Nu Skin đến 2 tháng rồi đó, kính thưa quý vị. Trong 2 tháng vừa qua, Diễm Liên được đi rất nhiều nơi để mà trình diễn, trong nước cũng vậy, ngoài nước cũng vậy. Và cái điều mà hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc lắm là có rất nhiều quý khán thính giả đến với Diễm Liên để tâm sự cũng như là hỏi về những cái sản phẩm của Nu Skin mà Diễm Liên đang trải nghiệm qua. Thì là Diễm Liên cũng trả lời một cách rất là thành thật, Diễm Liên cảm nhận như thế nào. Và theo như Diễm Liên biết thì là sản phẩm Ageless Youth này sẽ được ra mắt quý vị vào tháng 11, bởi vì họ chỉ bán trong một thời gian rất là ngắn hạn, rất là ngắn hạn. Cho nên Diễm Liên hy vọng là quý vị sẽ có và được trải nghiệm nó cũng giống như là Diễm Liên vậy, để mình được có thêm cái sắc đẹp, cái trẻ trung, cái sức khỏe. Nó rất tốt cho những cái tế bào trong cơ thể mình, kính thưa quý vị. Mà một khi mà cái tế bào của mình đã tốt thì Diễm Liên nghĩ là nó chống cho mình được rất nhiều căn bệnh. Và da dẻ quý vị sáng sủa hơn, mắt của quý vị sáng sủa hơn, cái đầu óc của quý vị minh mẫn hơn rất là nhiều. Cho nên mong quý vị sớm có được cái sản phẩm Ageless Youth này vào tháng 11 nha quý vị nha. Nhớ khi uống 2 viên này sau khi ăn nha, kính thưa quý vị, thì Diễm Liên lúc nào cũng như lúc nào phải uống thêm tea tree, đây là nước gấc. Hai cái sản phẩm này khi mà nó quyện với nhau, nó là một cái rất là mạnh để mà hỗ trợ cho cái tế bào của quý vị, để cho cái cơ thể của mình nó tốt hơn mỗi ngày. Đó là cái trải nghiệm của Diễm Liên xin gửi đến cho quý vị vậy thôi. Một cái nữa kính thưa quý vị, Diễm Liên đang trải nghiệm đó là Solution Food Treatment. Đây là một cái loại kem mà dùng cho bàn chân, hai bàn chân, những người nào mà có những cái bàn chân nứt nẻ. Phụ nữ chúng ta nhiều lúc mang giày cao gót nhiều quá nè, hay là những cái có nhiều người họ cái chân lúc nào cũng bị khô, bị nứt nẻ ở cái gót chân. Thì vì Diễm thấy đây là một cái sản phẩm rất tốt, có một hôm Diễm thử thôi, thì trước khi đi ngủ Diễm bôi vào một lớp ở hai cái bàn chân mình. Và đây nữa nha quý vị nhé, hai cái cùi chỏ tay mình nè, có rất nhiều người bị nó khô mà nó đen luôn đó. Thì riêng Diễm thì có hôm mang giày cao gót nhiều quá thì cái chân nó bị khô. Thì đây là một cái loại kem rất là rich, nó rất là đặc. Cho nên nếu mà quý vị xoa lên, và chỉ nếu quý vị xoa nhiều đó, thì quý vị nên mang một cái đôi vớ vào để cái chất này nó thấm vô sâu hơn. Thì nó sáng hôm sau khi mà quý vị tháo chiếc vớ ra, quý vị sẽ có một cái bàn chân rất là mướt, rất là đẹp, không có bị khô mà nứt nẻ như là mình vẫn có. Cho nên Diễm Liên mong là quý vị thử đi, giống như Diễm Liên vậy đó, mình thử thì mình mới biết nó là nó tốt hay không. Thì Diễm Liên phát hiện ra đây là một cái sản phẩm kem dùng cho chân hay là những cái chỗ mà khô trên da người của quý vị đó, rất tốt nha quý vị nha. Rồi, that's it. Và hy vọng là lần tới Diễm Liên sẽ chia sẻ những cái cảm nghĩ, cái trải nghiệm của mình, những cái sản phẩm tốt nhất của Nu Skin đến cho quý vị nha. Bây giờ Diễm Liên phải đi rồi. Rồi, chúc quý vị một ngày thật là tốt lành nhé. Bye.